Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở bài học này, tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu tiếp tục về các thẻ HTML. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thẻ thể hiện hình ảnh ở trên một trang web. Đó chính là thẻ image. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của thẻ này. Cú pháp thì thẻ image là một thẻ đặc biệt. Đó. Tôi nói đến thẻ đặc biệt thì các bạn sẽ hình dung ra nó không có thẻ đóng. Thì cú pháp của nó, thẻ image, đây là img. Và đây là một thẻ đặc biệt nên nó sẽ đóng thẻ ở trên chính nó. Thì đối với thẻ image này, chúng ta sẽ có một vài thuộc tính quan trọng. Đầu tiên là thuộc tính src. Tiếp theo là thuộc tính width, thuộc tính height và cuối cùng là thuộc tính alt. Đó. Thì đối với thẻ image có 4 thuộc tính quan trọng. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích từng thuộc tính cho các bạn. Thì đối với thuộc tính src, src là một thuộc tính để chúng ta truyền đường dẫn của một ảnh vào trong cái thẻ img. Thì cái giá trị của thuộc tính src sẽ là đường dẫn của ảnh. Còn đối với thuộc tính width thì nó quy định độ rộng của ảnh. Thuộc tính height nó quy định chiều cao của ảnh. Và thuộc tính alt, đây là một thuộc tính rất là quan trọng trong cell. Thuộc tính này nó làm rõ thông tin của một ảnh, mô tả thông tin chi tiết hơn cho một ảnh nào đó. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cell là mô tả thông tin. Mô tả thông tin chi tiết cho một ảnh trên trang web. Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ thực hiện một ví dụ để thể hiện được cái thẻ img hay là thẻ thể hiện hình ảnh ở trong HTML. Tôi sẽ tạo ra một trang là hình ảnh.html và tôi sẽ định nghĩa với title ở đây sẽ là hình ảnh.html. Thì như các bạn biết, cú pháp của nó chính là img. Đây là một thẻ đặc biệt. Tôi sẽ có src và tôi có width, tôi có height và tôi có alt. Alt như thế này. Đó. Tôi lưu lại và tôi chạy nó lên. Thì các bạn thấy sau khi mà tôi chạy lên thì sẽ chưa có gì. Chưa có gì cả. Và các bạn cũng thấy một điều là tại sao lại chưa có? Bởi vì ở đây chúng ta chưa truyền hình ảnh vào. Thì chúng ta sẽ mở cái thư mục mà chứa cái file, cái trang mà chúng ta vừa định nghĩa, đó chính là trang có tên là hình ảnh. Đây. Và ở đây tôi sẽ tạo ra một thư mục là image. Image. Đó. Tôi sẽ copy một cái ảnh bất kỳ vào. Ví dụ ở đây sẽ là image. Tôi sẽ copy vào. Ok. Tôi đổi tên là A. Vậy lúc này tôi sẽ truyền cái ảnh này vào như thế nào? Thì các bạn thấy là cái trang của tôi là trang hình ảnh.html. Nó đang cùng cấp với thư mục image. Nên tôi sẽ truyền vào như sau. Vì nó cùng cấp nên tôi sẽ chỉ cần sử dụng cái cú pháp như thế này. Image và truyền a.png. Lúc này tôi chạy lại trang web của mình. Thì tôi thấy là hình ảnh đã xuất hiện ở trên trang web. Và chúng ta sẽ tác động đến ba thuộc tính còn lại, chính là thuộc tính width. Lúc này tôi thử tăng
Tôi thử set cái độ rộng width là 300 và tôi chạy lên xem có gì thay đổi hay không. Thì các bạn sẽ thấy là cái độ rộng của nó đã thay đổi, đồng thời chiều cao nó cũng sẽ thay đổi theo nếu chúng ta chưa set. Bây giờ chúng ta set chiều cao là 100. Thì chúng ta sẽ xem lại điều gì sẽ xảy ra. Đó, thì các bạn thấy là chiều rộng là 300 và chiều cao là 100. Thì cái ảnh nó sẽ bị méo như thế này. Đó, thì thông thường chúng ta sẽ chỉ set chiều rộng hoặc chiều cao, chứ rất ít khi set cả hai. Hoặc là các bạn nếu set cả hai thì các bạn phải cân đối để cho ảnh nhìn nó phù hợp. Ok, tiếp theo là thuộc tính ALT. Thuộc tính này như tôi đã nói là thuộc tính để phục vụ cho việc SEO web, nên nó cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Đây, tôi sẽ để vào đây là thông tin tin mô tả cho hình ảnh. Và một điểm khác nữa ở cái thuộc tính này, đó là đối với những cái thẻ ảnh mà đường dẫn của ảnh bị sai. Tôi giả sử ở đây đường dẫn bị sai, thì nó sẽ hiển thị lên cái nội dung là ALT để cho người dùng biết đây là cái ảnh gì. Đó, các bạn nhìn thấy đây, thông tin của hình ảnh khi đường dẫn bị sai. Thì nó có hai ý nghĩa. Thì cái ý nghĩa về SEO là ý nghĩa vô cùng quan trọng, các bạn nên nhớ để sau này các bạn có thể ứng dụng để mà tối ưu SEO cho trang web của mình. Đó. Còn đối với cái ý nghĩa thứ hai là khi đường dẫn của ảnh sai, thì nó sẽ hiển thị cái nội dung này lên để thông báo cho người dùng biết là đây là có một cái ảnh thể hiện cái ảnh với cái nội dung gì đó, nhưng nó đang bị sai đường dẫn như thế này. Ít nhất thì người dùng cũng nhìn thấy và nhận ra được là ảnh ở đây sẽ để làm gì. Đó, đó là ý nghĩa của nó. Vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn xong về thuộc tính để thể hiện về thẻ để thể hiện hình ảnh cho một trang web. Đó chính là thẻ IMG với 4 thuộc tính vô cùng quan trọng. Bây giờ các bạn hãy thực hiện nó ở trên máy tính của mình và thử nó với các ảnh khác nhau. Tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.